cả gia đình xem nha, đẹp lắm, trên núi này đẹp lắm. Bây giờ mình đi qua bên cái chỗ nhà nghỉ này, mình vui sầu riêng nha, lên núi ăn sầu riêng nó mới lãng mạn. Phong cảnh rất là thoải mái luôn, rất là đẹp. Hôm nay ngày thường cho nên không có đông người lắm, vắng người, rất là thoải mái. Ngày cuối tuần á, cuối tuần đông lắm. Với ta công viên nè, rộng rãi không? Khui sầu riêng em ơi, đưa lại sầu riêng con. Với ta ăn sầu riêng em ơi. Bằng nào? Ở trong này nó mới sạch nè. Ở đây nó mới sạch nè. Sầu riêng này mang từ Chôi Chà qua nha. Anh không biết nữa, nhưng mà mềm rồi đó. Mở ra ăn hả? Rồi, mở ra đi. Mở ra đi anh. Mời cả nhà coi cái gì đây? Lên núi mà ăn sầu riêng. Ủa, ta lên núi anh, à? Anh có lấy mà giấy đi có anh có lấy nè. Đâu bỏ mày ra, lên núi ta ăn thịt rừng, mình lên núi. Ủa, ăn sầu riêng có mùi, có mùi, có mùi. Bây giờ mình sẽ ăn ăn giấy anh buồn đồng mới chứ ướt đường ăn sầu riêng tại 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 đây nhé. Mỹ nó sẽ nói u mùi gì bê lì lại hép mở con. Mỹ nó sẽ nói là mùi gì mà thúi thế. Hép mở ba quay micro mấy cái video quay ba đang mấy cái video này. Bê lì cầm quay đi để mày mà lấy lại. Đây đưa anh mang cho để dưới nó chơi đó. Ok Billy, gọi đây Billy. Lấy ít miếng thôi đủ xài. Đấy rồi mình xong rồi mình dùng. Phòng đây nè, em lau tay của em trước. Vệ sinh trước. Đừng ngồi dưới đây, đứng ăn đi. Không có dao mình sẽ lấy tay mình bổ nhé. Ồ, nãy quên lấy muỗng trên xe không có muỗng không? Phải lau tay rồi bóc luôn. Thôi. Đó. Rồi đi. Lại đi ăn sầu riêng với ta ơi. Nó nghe nó chạy thì có chứ ăn. Sầu riêng này của Thái Lan. Để coi nha, coi có hơn không nha, có ngon không nha. Đây coi chỗ nào đây. Chỗ nào là cái mắt của nó mới gửi được. Có chỗ hả? Đang tìm cái chỗ nào đúng cái mắt này nè ha. Ôi trời ơi. Trời. Lại cầm đi. Trời chảy máu. Trời, cái gai của nó bé quá mà. Ừ, em bị máu đây rồi. Here we go. Con dày, thấy chưa anh? Trời, anh thấy chưa? Cái vỏ nó mỏng, vỏ mỏng. Anh thấy em lựa chưa? Nói mà. Trời, thấy em lựa rồi. Ừ, anh đòi lựa cái kia. Trời ơi, look chưa? So good. Trời ơi. Oh, look so good. Yes. Ủa, thơm nồng nực không? Oh. Ừ. Thơm. Em này lau tay, lau tay. Ừ, thơm. Phải lấy giấy khô chứ. Trời ơi, chảy máu tay. Thấy chưa, nhìn cái mắt nó to. Thôi, ra ăn thử cái này. Thử đây. Tướng chị ăn rất là sáng. Ô,
Ngon. Ngon hả? Tướng chị đeo vỏ ăn sầu riêng rất là rét. Mấy triệu like luôn. Trời, triệu like. Ngọt không? Hỏi thiệt. Quá ngọt luôn. Anh thấy em lựa chưa? Thấy rồi, anh thấy em lựa rồi. Oh man. Anh là lấy cái kia là thua. Trời ơi, ngon quá. Nhìn là thấy ngon rồi, chưa ăn mà nhìn thấy ngon rồi. Nó ngọt mà không có ăn, không bị sực em ơi. Ừ. Không bị sực, không bị sực. Ôi, có cái muối nó đầy nè. Không bình thường. Cái liền ăn đi con. Đây. Vô lên núi mang sầu riêng ngọt, ngon quá trời luôn. Không ăn hả? Sao hết rồi? Hai đứa mình sang hết anh. Rồi thằng nhỏ nó không ăn. Hai đứa sang hết. Em ăn thử coi, anh nói ngọt quá trời ngọt luôn mà không tin. Em đâu không tin, em lựa mà sao em không tin. Trời ơi. Trời ơi. Nó ngọt mà không có bị sơ, không bị gì đó. Nó chín rồi. Không bị sượng nữa. Mấy đứa kia bị sượng, cái này không bị sượng. Ừ, ngon quá. Ủa, ăn này lên đường chết luôn á. Nó không bị tiểu đường đâu, sợ lên đường. Lên đường là đi về nhà thì coi được. Ngọt ha. Ngọt mà nó béo. Ngọt quá. Ừ, nó không bị sượng. Rồi, muối bị chảng luôn. Cái này này ngon chứ? 38 đồng. Chút xíu mà 28 đồng hả? 38 đồng. 38 đồng. Là rẻ rồi đó. Trời. Anh nhớ được mình mà mua. Mà được không lỗ. Mà anh nhớ được mình mua bốn mấy đồng, không được có mấy muối không? Ừ. Vỏ không? Quá ngon. Rồi cảm ơn đại đình theo dõi nha. Mình ăn miếng này đi, đừng dọn dẹp cái đi về. Tối rồi. Bây giờ ở bên đây cũng 6 giờ mấy tối rồi. Dạ cơm không à. Rồi còn chạy về khách sạn nữa. Rồi cảm ơn đại đình theo dõi. Triệu like please. Cảm ơn. làm ơn triệu like. Anh ăn đi. Ăn sầu riêng trên núi nha. Cơm sầu riêng trên quá. Núi ở North Carolina. Cherokee North Carolina ở trên núi á. Đồi núi không à. Mà thích cái suối này quá trời luôn à. Suối này câu cá được luôn. Mà đâu có mang câu theo đâu cậu. Cái sầu riêng. Rồi, cảm ơn đại gia đình. Bye bye.